ngờ trước khi đi Pháp. Chứ ai mà thì nó kìa. Trời ơi. Dễ thương quá à. 22. 23. Ủa 22. 23 rồi. 22. Trời ơi. 22 rồi. Nay xuất hiện lên sóng. Wow. Cảm ơn mọi người. 22 tuổi nha. Tại sao 23 được? Em năm sau 22 rồi. Đúng không? Đúng rồi, 22. Trời ơi. Làm sinh nhật không biết tuổi gì trời. Cái này là gì? Happy birthday. Sai rồi. 23 tuổi. Trời ơi, trang web này sai rồi. Here's a special cake. Watch me throw it in the air. Pocket full of ones with the zeros in a pair. Find myself staring at your waist. I just wanna see you in your birthday suit. Take it all off. I don't wanna see you, baby, in those birthdays. Trên đường tới Paris, Pháp. Ngày 29 là sinh nhật của Nguyên, nhưng mà 20 là Nguyên phải bay qua Pháp để đi học rồi. Sinh nhật năm nay Nguyên không có thể nào tổ chức gia đình được, cho nên là cả nhà Nguyên có bí mật tổ chức sinh nhật cho Nguyên. Bất ngờ để Nguyên khỏi bị tủi thân. Với lại ngày hôm nay là ngày 20, nhưng mà lịch âm là ngày 15 rằm 15, cho nên là hôm nay là Nguyên ăn chay kiêng thịt. Lúc mà Nguyên dậy thì mấy chị tiếp viên của Air France có chuẩn bị cho Nguyên trái cây. Dạ, chứ bây giờ trên máy bay thì làm gì có đồ ăn chay ngoài salad với trái cây. Thì đây là suất ăn của Nguyên. Cái lại bên đây nữa. Hình như đây là lần thứ 5, thứ 6 thì Nguyên coi cái phim này rồi đó. Crazy Rich Asians. Không biết Nick Young giờ tìm đâu ra ha. Hay là chỉ trong phim thôi. Thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Chủ nhật là cocktail party. Bắt đầu thứ 2 tuần sau là bắt đầu đi học. Thì Nguyên có khoảng 4 ngày để đi chơi, không có học hành gì hết, nhưng mà có bài tập. Thì nãy giờ Nguyên ngồi trên máy tính, Nguyên làm bài tập. Với lại Nguyên có coi trên mạng, trên Airbnb thì người ta có một cái dịch vụ, có một cái trải nghiệm gọi là làm bánh. Cái bánh này là cái bánh mà trong cái vlog của Shane. Nguyên có ăn cái bánh đó ở trong Runam thì phải, gọi là eclair. Eclair là kiểu nhật thực, bánh trăng hay cái gì á. Thì Nguyên đã book cái dịch vụ đó rồi, và 4 giờ rưỡi ngày hôm nay thì Nguyên sẽ đi gặp chef bánh su mà trên có sô-cô-la nữa. Nguyên không có kinh nghiệm làm bánh nhiều ở bên Mỹ. Hồi năm 2 đại học thì Nguyên có thử làm bánh bông lan trứng muối, đó là lần đầu tiên Nguyên làm bánh, bây giờ Nguyên không có làm nữa. Nhưng mà Nguyên thì biết nấu ăn, cho nên là Nguyên nghĩ là chắc cũng không có tệ đâu. Nguyên nghĩ là Nguyên sẽ vượt qua được. Cố lên. Trong cái vlog Pháp với Bỉ của Nguyên, mọi người có nhớ không? Cái bếp mà Nguyên sẽ làm bánh á, nó nằm ngay trên cái đại lộ Champs-Élysées của Paris luôn á. Cho nên là Nguyên đi bộ ra đây để ôm lại kỷ niệm xưa. Rồi bây giờ Nguyên đang đi tới cái chỗ làm bánh. Bonjour. Bonjour. Si madame. Trời, bên này chạy xe ghê quá. Nguyên đi mấy cái nước khác của châu Âu giống như là Ý, Tây Ban Nha hoặc là Bỉ á, thì hầu như là Nguyên không có bị cái tình trạng này. Nhưng mà mỗi lần qua Pháp, Nguyên để từ nhỏ đến lớn luôn. Trừ khi mà Nguyên đi với ba Nguyên hoặc là bạn trai cũ Nguyên á. Còn không á, là lúc nào cũng bị thả. Cái tình trạng thả thính ở bên đây á, nó nhiều kinh khủng. Mà đa phần là từ những cái thành phần
low class ở bên đây, chứ những cái người mà người ta làm ăn thành đạt rồi, người ta không có đi thả gái ngoài đường đâu. Với là mình chảnh, mấy bạn hiểu không? Nhưng mà nếu mà muốn tiếp cận á thì tìm một cách nào đó nó nhã nhặn một xíu, chứ đừng có làm trò mèo. Từ cái chỗ nãy mà Nguyên vlog tới cái chỗ nấu ăn là 16 phút đi bộ. Nguyên sợ quá, Nguyên bắt taxi Nguyên đi luôn. Acaibo, nó rất là ngon, toàn trái cây với lúa mạch thôi. Đây là một cái món ăn giảm cân rất là tốt. Các bạn, đây là cái phần bánh eclair mà Nguyên mới vừa làm xong hồi nãy. Nguyên đang ở đây với chị Naomi. It's been 8 months since we last seen each other. Okay. Yeah. I feel like 2 years. Yeah, no, it's feel like forever. Bây giờ là 7 giờ, Nguyên về nhà để dặm lại phấn với lại lấy một xíu đồ cho cái buổi tiệc tối hôm nay. Nguyên có vài người bạn sinh nhật tháng này, trong đó có Nguyên nữa, cho nên là Nguyên có chuẩn bị đồ quà tặng để tặng các bạn. Nó là bạn thôi nhưng mà toàn là chị với cô không hả? Cái này đúng ra là mẹ Nguyên chuẩn bị cho thầy. Rồi Nguyên có bỏ tiền ra, Nguyên mua vài cái hộp nhỏ dày để Nguyên tặng sinh nhật cho bạn của Nguyên. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Lotion mask thì chắc cũng nhanh thôi, chắc nắp 3 phút thôi. Cái này là Senka YPD Lotion. Senka này được sản xuất ở Nhật Bản. Sản phẩm nổi tiếng nhất của hãng này là cái Perfect Whip, cái sữa rửa mặt. Thực ra thì đây là một cái sản phẩm lotion dưỡng trắng cơ, nhưng mà tại vì cái kết cấu của cái lotion này đặc á, cho nên là nếu mà bạn layer nhiều lớp á thì vẫn có thể thay thế một cái bước dưỡng ẩm thông thường. Với lại cái lotion này nó làm cho da kiểu căng mướt hơn sau khi sử dụng á. Loại lotion này thì không màu, không mùi, hương liệu. Nguyên thì không có quá dưỡng với cái mùi này, cho nên là Nguyên sử dụng Nguyên cảm thấy thoải mái. Review một xíu cho mọi người là chất lotion này tuy sệt nhưng thẩm thấu khá nhanh vào da, nên dù có layer nhiều lớp, cái cảm giác của sản phẩm trên da vẫn rất là thoáng, dịu nhẹ, ẩm mịn và không có bị bí. Coi cái thành phần trong cái chai này có cái gì. Thành phần chính của lotion này có các chất chuyên dưỡng ẩm và làm trắng như là tinh chất hoa anh đào, tơ tằm trắng, cắm gạo mật ong và gấp đôi hyaluronic acid. Hầu như là toàn là những thành phần đến từ thiên nhiên nên tôi nghĩ là loại da nào cũng có thể xài được sản phẩm này. Với lại có emgenesamic acid, thì trong những cái sản phẩm làm trắng da thường thì sẽ có cái nhiên liệu này, cho nên là cái bảng thành phần khá xịn. Thì Nguyên mua cái em này với lại cái serum, White Beauty Serum cũng trong một cái dòng này luôn trên Shopee, trong có một đợt sale á là cỡ khoảng 400 mấy á. Nhưng mà nếu mà bạn mua cái chai này riêng á thì tầm 195.000. Đây thực chất là một cái giá rất là phải chăng cho một cái sản phẩm được sản xuất từ Nhật Bản á. Giờ đây đi nắng nhiều cho nên là Nguyên hay có vài cái thâm mụn nè. Bởi vậy Nguyên mới mua đúng một bộ của Senka luôn cho nó tiện. Cái này là Senka White Beauty Serum. Loại này thì cũng có tác dụng làm trắng và có những cái thành phần y hệt như cái lotion luôn. Nhưng mà trong đây Nguyên đọc nó có ngải cứu. Mà ngải cứu thì xưa giờ Nguyên hay nghe là nó sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu nè, làm lành những cái vùng da bị tổn thương, những cái vùng da bị sạm, bị thâm, với lại làm da khỏe hơn nữa. Giống như em lotion thì serum này cũng không mùi, có màu trắng sữa, dạng kem, nhưng mà thật sự serum này rất là dễ tán. Chỉ cần thoa lên da và để một xíu thôi thì đã thấm và ready cho bước tiếp theo rồi. Em này bé hơn nhưng mà giá hơi đắt hơn cái lotion, gần 250 á. Mình thấy da mình bóng hơn đúng không? Dun dun.
like earrings. There's a earring, there's a ring, and there's like something to wear on the head. Yeah, I picked the earrings. I love earrings. No, you can also pick a color. Yeah, I really like it. Em có vài món quà gửi từ Ấn Độ. Đây là cái nhẫn. It's good, right? Thì mỗi ngày lớp Nguyên sẽ có một vị speaker khách mời. Và khách mời của ngày hôm nay sẽ là President, Chủ tịch của Estee Lauder. Second one. I'm so embarrassed. Yeah, our president is so late. We've been waiting for him all season. French style. Creativity is at the heart of the jury. Cheers to everyone and welcome to the Image Lab 78. It was evolving more and more. So we wanted to. And we have also. Cheers! Mới mua hộp oatmeal mới. Cái này là lúa mạch với lại đa phần là trái cây khô. Có biểu ngày hôm nay của Nguyên trôi qua rất là nhẹ nhàng luôn á. Nó không có kiểu nó hối hả như là mọi ngày. Thời trung có ghé thăm Secret House của Christian Dior. Thì cái căn phòng này á được bảo mật rất là nhiều lớp. Nó lưu giữ những cái bảo vật cuối cùng của Christian Dior, giống như là thư tay, chữ ký hoặc là cái design đầu tiên mà ông làm á. Cái thông tin đời tư của người ta, cho nên là Nguyên không có được phép quay phim hay là chụp hình gì hết. Nếu mà Nguyên mà có quay phim chụp hình lại mà đăng lên mạng á, thế nào Dior cũng kiện Nguyên à. Nguyên nghĩ đó là cơ hội đầu tiên cũng là duy nhất của Nguyên để vô cái phòng đó. Tại vì dù bạn là khách hàng VIP của Dior chăng nữa, bạn cũng không có được vô cái phòng đó. Nhưng mà may mắn làm sao mà ngày hôm nay Nguyên được vô đó để chiêm ngưỡng. Are you thinking of developing a cosmetic line for Chloe in the future? Yes. Of course, I am waiting. Well, how do you see it? It's a very crowded market. I'm interested to have your view. What should Chloe's cosmetic line be to be immediately legitimate and attractive? Well, I'm thinking of lipstick. So maybe a very unique shade. Great by Chloe, be nice. And what kind of shade? Because like in general, at I see for Chloe, the main color for Chloe is like beige. Beige rosé? Yeah, so maybe some like burnt orange or something similar to that. More nude than very flashy. Yeah. Ngày nào cũng mang vậy chắc Nguyên lăn về Việt Nam á. Bây giờ tụi mình sẽ ghé thăm Louis Vuitton Atelier là... Ủa, cái này là cái gì vậy? Cái phòng trưng bày những cái sản phẩm từ hồi xưa đến giờ của nhãn hàng LV á. Tụi mình sẽ ghé thăm factory, xưởng sản xuất đồ. Và đặc biệt là cái xưởng này là cái xưởng duy nhất trên thế giới sản xuất trunk. Là kiểu mấy cái rương đựng đồ của Louis Vuitton á, mà thường thường thì những cái xưởng sản xuất thì sẽ không có cho quay phim, cho nên là Nguyên sẽ nói chuyện với mọi người vào tối nay. It's my birthday. Hôm nay Nguyên học bài khuya nên là hồi nãy có chạy ra cái tiệm tiện lợi, cái siêu thị gần nhà. Nguyên mua một cái tô, trong đó Nguyên bỏ bắp nè, bưởi, thơm, trứng. Nguyên đang trên một cái trang web, mà cái trang web này nó cho mình gửi email cho bản thân 1 năm sau, 3 năm sau hoặc là 5 năm sau tùy theo mình chọn. Thì hôm nay là sinh nhật của Nguyên, Nguyên tròn 22 tuổi. Nguyên muốn làm một cái điều gì đó mà để 1 năm sau Nguyên nhìn lại thì Nguyên có thể
đo được cái quãng đường của Nguyên, Nguyên lớn được bao nhiêu rồi, thì Nguyên đang ghi cho Nguyên một cái email. Nguyên sẽ gửi nó cho Nguyên trong vòng một năm sau. Thì đó. Sent. Nguyên sẽ chia sẻ nội dung bức thư này và đọc cái bức thư này cùng các bạn trong cái vlog sinh nhật 23 tuổi của Nguyên năm sau, năm 2020. Bây giờ cũng trễ rồi, Nguyên phải đi ngủ để ngày mai phải rạng rỡ nhất có thể, đúng không? Sinh nhật mà. Good night. Nguyên mua quà sinh nhật rồi. Rồi bây giờ Nguyên dẫn mấy chị ở trong lớp của Nguyên đi ăn phở. Hầu như trong lớp là chưa có ai biết phở là gì hết á, hoặc là đồ ăn Việt Nam. Cho nên là Nguyên hơi run, cũng hơi háo hức để dắt mọi người đi, tại không biết là mọi người có thích hay không. Thank you, Leila. Brenna. Oh gosh, you guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wish? Did you wish? Did you wish? Yeah, I wish. Bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi, nửa tiếng nữa là ngày 29 sẽ kết thúc, trở lại với cuộc sống bình thường. Hôm nay cũng là cuộc sống bình thường nhưng mà nó hơi kiểu hai chút, nó hơi kiểu trên mây một chút thôi. Tại vì thật sự hôm nay cũng rất là vui. Không, em đi ngủ đây, nó nói nó mất công nói vậy. Cái này bị về nhà 12 ngày ở bên đây hình như là Nguyên ú ra. Mọi người thấy vậy không? Tại bên Pháp là người ta chuyên làm pastry, làm bánh ngọt. Mà qua đây không, Nguyên làm sao Nguyên cưỡng được mấy cái đó. Hôm qua là thứ bảy, nhưng mà ở bên Pháp mỗi thứ bảy đều có bạo động. Nguyên đi shopping xong Nguyên về luôn, không có kịp vlog gì hết. Sợ quá, không biết vlog gì luôn. Quá sợ. Mọi người nhớ like với lại bình luận cho Nguyên biết là mọi người thích khoảnh khắc nào nhất trong cái vlog lần này nha. Nguyên cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.